giờ hai dưỡng cháu mình đi qua vườn để hái cái lá của cây giấm và hái cái trái về để ngâm đường rất là ngon luôn nha. Wow, trái giấm này mọi người, cái vị rất là chua luôn đó nha. Mình hái thêm lá về cái mình nấu canh chua ha Hưng ha. Trái giấm này nè, đây mình về mình lãi cái này ra nè. Ngon. Ủa giường cái này nó chua nhẹ mà giường nó hơn với cốc một chút xíu à. Hơn với cốc chút xíu hơn. Phía trong này là cái nó chứa cái hạt, khi mà cái này nó khô lại á là nó rụng xuống và nó lên tiếp. Còn cái lá này nè, mình về mình nấu canh chua cá rất là ngon luôn nha. Có những trái nó cũng khá là dai đó chứ. Cẩn thận để nó chọt đau. Dạ. Dạ, con thấy cái kia còn nhiều kìa dạ. Rồi, mình qua cây này hái đi. Trái nhiều ghê á. Trái bự bự không hay vậy? Cái này mình hái về ngâm uống ngon cực kỳ luôn đó con. Quá đã luôn nè. Wow, cái trái nó to ghê cho mọi người. Sao trái to này nó dai dữ vậy? Nó dài quá, giật không ra luôn rồi. Đây nè. Quá chùm to. Nó có cái lông nha mọi người. Cái trái nó có lông nè. Đó, nó có cái lông cũng khá là đau. Giờ nãy mình không có đem bao tay á. Này trái này to quá. Nó dài dễ sợ luôn. Cái này hơn. Dạ. Ui, cái này cũng khá khá á. Ui, trái bự không? Nó có trái bự, có con chùm đây nè. Cây này nó bị rậm cái điều rồi. Nó hơi sẫm hơn, nó sẫm màu. Đây là cái hoa nó nè mọi người, nó thụ phấn xong rồi nó rơi cái cánh hoa ra thì nó còn cái trái nè, rồi bắt đầu nó lớn lên. Từ lúc nhỏ còn cái cánh hoa nó đã màu đỏ rồi và nó to như thế này luôn. Đó, đây là trái bé xíu. Còn đây là trái quá to luôn nè. Thêm một ít lá về nấu canh chua này. Đây cái lá giấm nè. Nấu canh chua thì rất là ngon luôn. Tôi thấy có mấy trái nó bị rầy gì vậy? Mấy trái bị rầy thì mình sẽ không hái. Ủa Dượng, cái mà nước giấm á, mà mình làm gỏi á, là mình làm từ lá giấm này hay Dượng? Nó không phải con. Cái nước giấm mình trộn gỏi đó là mình từ làm từ giấm nuôi, nó có cái con giấm á, nó lên men. Chứ còn cái này nó có vị chua nên người ta đặt nó là cái cây giấm lá giấm, hoặc có nó tên gọi khác nữa là cây lá chua. Đó là còn một cây khá là cao ha, cao hơn đầu mình rồi. Ok. Dượng ơi, cái trái giấm này á là nó nhờ chim hay là nó tự nó bung hạt giống ra vậy? Câu hỏi hay đó. Cái trái này nó chua và trong cái ruột của nó cứng nè. Ở phía trong này nó có cái hạt bảo vệ, nó có những cái khía, thì cái hột nó màu tròn nhỏ giống như là cái hạt của nó nhỏ cỡ bự hơn cái đầu tăm á, nó cỡ như cái hạt đậu bắp á.
thì khi mà nó khô á là nó sẽ bung văng cái này ra, nó văng xa cỡ 3 mét đó con. Dạ con hiểu rồi. Rồi có thể là nước á, nó chảy cái hạt giống á, nó trôi đi. Wow, cũng khá nhiều rồi Hưng ha. Dạ. Vậy là cũng gần đủ để mình ngâm rồi. Wow. Khi để ráo rồi thì bây giờ mình chọn đường nha. 1,5 kg cái giấm này thì mình sẽ bỏ 2 kg đường. Mình trộn ở đây cho nó thấm nha, rồi sau đó mới bỏ vô cái bình này. Giấm ngâm đường của mình đã hoàn thành. 5 ngày sau mình sẽ lấy ra uống cho mọi người xem nha. Ngon à. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Nó đã tan hết đường rồi. Màu rất là đẹp luôn. Màu đỏ đẹp ghê chưa. Có vẻ như là thiếu đường. Mình sẽ cho thêm đường vào. Đường vào thì nó sẽ làm cho cái lớp mặt nó không bị nấm mốc nha. Cũng là thêm cái vị ngọt nữa. Rất là ngon luôn. Quá đã. Chỉ 2 ngày nữa thôi là mình uống thôi. Cái này chừng nào uống được vậy? Bây giờ Dưỡng đạp cho tụi con uống nè. Yeah, yeah. Bây giờ Dưỡng lấy ra pha cho tụi con uống nha. Hôm nay là nó tan ra rất là đẹp luôn rồi nè. Cái màu nó đỏ như siro vậy đó. Thơm ghê luôn á. Nó đỏ mà nó keo keo giống như siro vậy nè. Cho nên mình sẽ pha thêm nước với lại một xíu đường. Nước giấm màu đỏ như xì tin vậy, nhưng mà cái này là nó là màu tự nhiên, uống chắc là ngon luôn á. Đây ha. Wow, ngon quá. Đây là dùng thử coi. Nó thơm quá ha. Thơm mà chua chua ngọt ngon ha. Đúng là cái nước giấm này mình uống uống đã thiệt chứ. Nó vừa tốt nó hay vừa. Đúng rồi, uống nó tốt cho sức khỏe đó. Này con uống nữa đi. Ngon quá thì ngon. Ngon quá. Thì cái vỏ trái nè, cái vỏ trái nè.
nó vẫn ăn được á, nó giòn giòn nè, hưng thử á, giòn giòn ngon ha, giòn giòn.